thưa quý vị và các bạn, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI là một chỉ số có vai trò rất quan trọng là hệ thống phản hồi thông tin từ các dịch vụ hết sức khách quan, phản ánh được môi trường cạnh tranh cấp tỉnh cũng như chất lượng trong công tác điều hành, nhất là điều hành về phát triển kinh tế cũng như nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Nhận thức được tầm quan trọng của chỉ số PCI đối với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế những năm qua, tỉnh Con Tum đã triển khai nhiều giải pháp như cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi, thu hút đầu tư. Tuy nhiên, chỉ số PCI những năm gần đây của tỉnh đạt thấp, thậm chí còn tụt giảm về thứ hạng. Điều đó đòi hỏi tỉnh cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc cải thiện chỉ số PCI trong thời gian tới. Con Tum được xem là tỉnh có nhiều tiềm năng thế mạnh để thu hút đầu tư đặc biệt là các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao dược liệu du lịch và phát triển đô thị tuy nhiên với khó khăn là một tỉnh nghèo cùng các điều kiện về kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội chưa đồng bộ đã ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư trên địa bàn nhận thức được những mặt hạn chế đó những năm qua tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp ngành địa phương quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp cải cách hành chính cải thiện môi trường kinh doanh tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư đối thoại cùng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho phát triển sản xuất kinh doanh. Qua đó, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số PCI, tạo điểm thu hút đối với cộng đồng doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Là một trong những điểm sáng của tỉnh Con Tum về thu hút đầu tư, những năm qua, khu du lịch sinh thái Mang Đen gắn với đô thị Com Lông đã tập trung thu hút đầu tư vào phát triển các ngành lĩnh vực có nhiều lợi thế và tiềm năng của địa phương. Một trong số đó là lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Với lợi thế khí hậu mát mẻ quanh năm, Con Lông đã chú trọng thu hút các dự án đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, rau, hoa, quả, sứ lạnh và các loại dược liệu gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của huyện đã nghiên cứu sản xuất hơn 30 giống cây trồng các loại. Trong đó có một số sản phẩm chuyên biệt đặc hữu của Mang Đen, nhất là các loại rau, ổ quả có giá trị dinh dưỡng cao rất được thị trường tin dùng. Bên cạnh việc nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất các loại cây trồng phù hợp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mang đen đã được đầu tư xây dựng hoàn thiện về kết cấu hạ tầng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và các tổ chức cá nhân khởi nghiệp. Hiện tại, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mang đen có 4 doanh nghiệp đầu tư và phát triển các mô hình rau, hoa, quả, sữa lạnh với diện tích 94 hectare tổng vốn đầu tư 149 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 4 nhóm khởi nghiệp đang thực hiện dự án khởi nghiệp, qua đó ươm tạo doanh nghiệp trong thời gian tới. Trước đây khi chính sách trước thì các doanh nghiệp vào khu đây được hưởng một số cái. Thứ nhất là chính sách về thuê nhà màng được miễn phí sử dụng 3 năm đầu, 2 năm sau 50%. Cũng như là một số các bạn nhóm khởi nghiệp thì sử dụng miễn phí cái nhà màng. Cũng như là các cái chính sách vay vốn về ngân hàng, các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp công nghệ cao, ưu đãi về thuế, ưu đãi về tiền sử dụng đất, tất cả các thứ. Hiện nay thì chính sách đã dừng và hiện nay đang tỉnh. À, cũng bà Lý cũng đang chờ một cái chính sách tổng hợp à, cho cái nông nghiệp cũng như dược liệu về chế biến trên địa bàn tỉnh thì cũng đang chờ cái chính sách đó mới ra đời để thay thế cũng như là tạo một cái sự thu hút à, các cái doanh nghiệp khác đến với công long đến với công tâm để mà sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp với các chủ trương chính sách của trung ương và của tỉnh thì huyện cũng là tập trung tạo mọi điều kiện để hỗ trợ các nhà đầu tư đặc biệt là các dự án được tiếp cận các chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư vào địa bàn huyện Cẩm Long. Trong đó thì tập trung một số chính sách như ưu đại về đất đai và ưu đại thuế và chính sách đào tạo nguồn nhân lực và phát triển thị trường cho các doanh nghiệp. Về công tác cải cách hành chính cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện thì thực hiện cái theo chỉ thị 11 của tỉnh ủy thì huyện đã xây dựng cái chương trình kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện và trong đó thì tập trung phối hợp các sở ngành để hướng dẫn quy trình thủ tục cho các nhà đầu tư tìm hiểu lập dự án đầu tư vào địa bàn và qua đó thì kịp thời nắm bắt những khó khăn và kịp thời tháo gỡ khó khăn cũng như kiến nghị cấp thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư. Ngoài lĩnh vực nông nghiệp, huyện Công Long còn chú trọng thu hút đầu tư các lĩnh vực khác như du lịch, thủy điện, điện gió. Ủy ban nhân dân huyện Konlông đã tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư để sớm hoàn thiện các dự án đưa vào khai thác sử dụng. Đơn cử như công trình thủy điện Đắk Robay, dự án thủy điện Đắk Robay được khởi công vào tháng 2 năm 2021 trên suối Robay thuộc địa phận xã Ngọc Tem, huyện Konlông, tỉnh Kon Tum và xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Công trình có hồ chứa 485.000 m3 dung tích hữu ích 95.000 m khối. Công suất của nhà máy là 10 MW. Tổng mức đầu tư của dự án là 359 tỷ đồng. Lượng điện trung bình năm là khoảng 35 triệu kWh. Khi dự án đi vào thực hiện, sẽ cải tạo hệ thống đường giao thông khu vực dự án nói riêng và góp phần phát triển kết cấu hạ tầng của khu vực nói chung như đường giao thông, điện, nước và trường học khi mà đề xuất đầu tư dự án ở đây thì chính quyền địa phương cũng đã tạo rất nhiều các điều kiện, đặc biệt là các cái trong các cái thủ tục pháp lý để cho dự án, rồi là công tác hỗ trợ cái công tác giải phóng mặt bằng để dự án sớm đi vào khởi công, kể cả trong cái quá trình thi công cũng thường xuyên được qua các cấp lãnh đạo huyện quan tâm, đấy, cùng với lại công ty đặc biệt là trong các cái mùa mưa lũ để đảm bảo an toàn cho công trình. Đối với lại phát triển các dự án ở đây thì tôi thấy là hiện tại thì các cái thủy điện là cũng tương đối tốt. Thì khi mà có thủy điện vào thì cũng sẽ có những cái phát triển kinh tế địa ở địa bàn để cho bà con phát triển sản xuất. Đặc biệt là các hệ thống đường xá nó cũng sẽ được nâng cấp lên rất là nhiều. Rồi công nhân là tham gia vào các cái dự án là cũng thúc đẩy kinh tế địa phương cũng rất là tốt trong những năm qua nhờ làm tốt công tác quảng bá thu hút đầu tư công tác cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh được tập trung chỉ đạo kịp thời nắm bắt tháo gỡ khó khăn vướng mắt của nhà đầu tư huyện coblong đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư và triển khai dự án tại địa bàn đặc biệt hiện nay có một số nhà đầu tư lớn có tiềm lực đang khảo sát đề xuất dự án đầu tư vào địa bàn huyện cho đến nay có 80 dự án đã được cấp phép, đang triển khai đầu tư. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2022 đã có 15 nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư vào địa bàn, trong đó có một dự án được tỉnh chấp thuận. Tính từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Con đã chấp thuận chủ trương đầu tư 19 dự án với tổng vốn đăng ký gần 1.700 tỷ đồng, trong đó có 10 dự án tại khu công nghiệp, khu kinh tế, với tổng vốn đăng ký 172 tỷ đồng. 9 dự án ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn đăng ký 1.400 tỷ đồng. Trong tháng 8, có 19 doanh nghiệp mới thành lập với tổng vốn điều lệ 545 tỷ đồng. Nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm đến nay là 247 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ khoảng 4.700 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện cải thiện chỉ số PCI các địa phương, cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh đã chú trọng tuyên truyền cho cán bộ công chức viên chức nhận thức rõ tầm quan trọng của việc cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Việc đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh từ tháng 7 năm 2019 là bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Trong thời gian qua thì Trung tâm đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh triển khai một số các giải pháp để thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính. Trong đấy thì đã tham mưu quyết liệt cái việc mà giả soát rồi trình Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt để tích hợp cung cấp cái dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 4 lên cổng dịch vụ công của tỉnh cũng như là cổng dịch vụ công quốc gia. Và cho đến nay ấy thì tỉnh Kon Tum đã cung cấp tích hợp cái thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Con Tum được khoảng hơn 1.300 thủ tục, tức là chiếm khoảng gần 80%. Đấy, và đã tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia thì khoảng 1.200 thủ tục hành chính, mức độ 34. Đấy, và tỉnh Con Tum là đang đứng thứ 16 trên 63 tỉnh thành là tốt những đơn vị mà cung cấp tích hợp cái số lượng cao cái thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công tạo điều kiện cho người dân doanh nghiệp trong giao dịch hàng ngày lĩnh vực đất đai là một trong những lĩnh vực được giao dịch nhiều nhất riêng năm 2021 tỉnh Cao Tung có khoảng hơn 5.000 giao dịch được thanh toán trực tuyến với khoảng 13 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022, số lượng thanh toán trực tuyến khoảng hơn 8.000 thủ tục, đạt khoảng 21 tỷ đồng. Trước đây chưa có trung tâm hành chính công về qua sở tài nguyên môi trường bên kia thì nói chung là vấn đề đi lại và chờ thì nó cũng gây khó khăn hơn tại vì mình không biết ai đăng ký ai tiếp nhận hồ sơ nhưng qua đây có trên sơ đồ rồi có các sở cán bộ giúp thì mình cảm thấy cái các bước của mình cảm thấy gọn và dễ làm hơn dễ tiếp cận hơn về sự hài lòng thì nói chung là mình một người dân khi đến làm thủ tục như thế là cảm thấy rất là yên tâm hài lòng và nhanh không có gây phiền hà gì nhiều. Mặc dù thời gian qua công tác cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh luôn được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhưng theo kết quả công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong 3 năm gần đây có xu hướng giảm điểm và thứ hạng. Cụ thể, năm 2019 đạt 63,54 điểm và đứng thứ 56 trên 63. Năm 2020 đạt 62,02 điểm và đứng thứ 56 trên 63. Năm 2021 chỉ đạt 58,95 điểm và đứng thứ 61 trên 63 tỉnh thành. Kết quả xếp hạng các chỉ số như 3 năm vừa qua đã ảnh hưởng rất lớn đến thu hút đầu tư, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thực trạng trên thì do nhiều nguyên nhân, có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. À, về nguyên nhân khách quan à, và việc tập trung tối đa cho công tác phòng chống dịch thì cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chỉ số thành phần của BCI bị giảm mạnh điểm cụ thể thì cái việc khống chế ngăn chặn dịch thì đã hạn chế cái khả năng đi lại, tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp. Và cũng làm ảnh hưởng đến việc gặp gỡ, giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. nguyên nhân thứ hai đó là hiện nay một số cái thủ tục quy định của pháp luật về đất đai đầu tư rừng đất rừng về quản lý tài sản công, lâm nghiệp vân vân thì còn có nhiều khi bất cập. Về nguyên nhân chủ quan thì thứ nhất đó, thì định hướng một số cái kế hoạch, một số ngành lĩnh vực còn trồng chéo, manh mún là công tác thu hút xúc tiến đầu tư chứ thảo được cái sự đột phá. Và cái này thì cũng là có một một phần ghi trách nhiệm của cái công tác của sở kế hoạch và đầu tư của trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp Cơ sở Thứ ba là công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính và việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư còn hạn chế. Để đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy yêu cầu các cấp ngành tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 11 ngày 16 tháng 5 năm 2022 của tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phấn đấu năm 2022, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh xếp thứ 43 trên 63. Chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 38 trên 63 và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công xếp thứ 39 trên 63 tỉnh thành phố. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị địa phương trong việc giải quyết các thủ tục hành chính và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác thu hút đầu tư, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra liên quan đến công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tiếp nhận phản ánh của người dân doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu tham nhũng tiêu cực, thường xuyên chỉ đạo giả soát, đánh giá, xác định rõ những hạn chế yếu kém, bất cập để kịp thời có giải pháp quyết liệt, nhằm tạo ra sự chuyển biến căn bản và đồng bộ trong công tác thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn, tăng cường đối thoại giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, các sở ngành địa phương trong tỉnh đã và đang tích cực nỗ lực khắc phục các hạn chế tồn tại ở từng chỉ số thành phần trong thời gian qua, sớm cải thiện môi trường đầu tư thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư từ các tổ chức doanh nghiệp để phát triển kinh tế xã hội địa phương mặt khác góp phần cải thiện nâng cao chất lượng chỉ số pci theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh cho những năm sắp tới